Xin chào mọi người, mình là Quyền. Thực ra là mình xin giới thiệu một tí về mình, đó là mình hiện tại mình đang làm nhà phân phối của công ty dược mỹ phẩm Dova của mình. Và ngày hôm nay khi mà xem được cái video của một đoạn này và cái quá trình chúng ta trải nghiệm ở dưới thì em thấy có nhiều điểm rất là có nhiều điểm mà làm cho em rất là tiếc nuối và mơ ước. Điều thứ nhất là bằng giờ năm ngoái thì bố em đã còn sống. Và đừng đánh nào, không sao. Ok, bye bye. Bố em bị bệnh ung thư. Năm ngoái thì thực ra là kinh tế nhà em cũng chưa có đủ lớn. Đó cũng chỉ là cái sự bao biện cho mình khi mà không về chăm sóc được bố. Và cái đến lúc thời điểm mà bố em gần mất rồi thì gia đình nhà em có về. Và lúc em về, em thứ nhất là bận gia đình. Con cái ở trong đây, em là ba đứa con. Khi mà em về thì đứa bé nhà em nó mới được 3 tháng tuổi. Tiếp theo nữa, đó là về kinh tế. Mỗi một lần mà đi từ đây về ngoài Bắc, với cái việc mà di chuyển gấp như về đi máy bay thì gia đình nhà em mất khoảng chừng độ 30 triệu cho một chuyến đi. Để mà về thường xuyên với bố thì em không làm, không về được. Và thứ hai, nếu như ở ngoài đó thì cái công việc ở trong đây em cũng sẽ không làm được. Vì là công việc của em như năm ngoái là em vẫn còn bán tạp hóa. Như một số người thường thấy thì sẽ nói là cái công việc tạp hóa thì nó sẽ thoải mái với thời gian cho mình. Nhưng mà thực tế ra khi mà em đóng cửa thì cái lượng khách của em đã mất đi rất là nhiều. Đó là về kinh tế. Đến lúc em vô thì bố em vẫn chưa mất, nhưng bắt buộc lúc đó là em vẫn phải vô. Em vô vì gia đình của em nữa. Một thời gian sau thì bố em lại chuyển biến rất là nặng. Và lúc đó thì em chần chừ, vì em đã về một lần rồi. Em chần chừ, chần qua chần lại thì em quyết định là thứ bảy em sẽ về. Thứ bảy em sẽ về và em gọi điện về, em nói bố em là bố ơi, thứ bảy con về. Thì bố em bảo con cứ ở trong đó đã, không cần phải về. Và tất cả các anh chị nói em về thì bố em đều nói là em và chị gái nhà em đang ngồi dưới đây nữa. Có bảo là về thì bố em rất là sợ tụi em về. Mỗi một lần về thì tốn rất là nhiều tiền. Chính vì vậy cho nên là em lại hoãn lại đến thứ hai em mới về. Và em đã mua vé của sáng thứ hai, 9 giờ sáng em về thì 1 giờ sáng bố em mất. Và khi mà em về thì em lại không được gặp bố em nữa. Em về em chỉ còn được nhìn thấy bố em lần cuối. Mọi người cho em nhìn mặt lần cuối thôi. Thực ra ở đây em muốn nói với mọi người là khi mà mọi người còn gia đình, mọi người còn bố còn mẹ thì mọi người hãy trân trọng, mọi người hãy yêu thương và mọi người hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Để chúng ta cần là chúng ta sẽ về được, và chúng ta muốn gì chúng ta sẽ làm được liền. Đừng để giống như tôi bây giờ, nghĩ lại chỉ biết hối hận thôi ạ.